Chào các bạn, hôm nay chúng ta sẽ học sang bài số 4 trong giáo trình Read and Learn Kanji, phần Kanji N3. Bài số 4 này có chủ đề là Sekatsu, là sinh hoạt, đời sống. Các bạn quan sát các chữ từ 49 đến 64 là các chữ xuất hiện ở trong bài này. Chúng ta có chữ 49 là chữ toàn trong từ hoàn toàn, toàn bộ. 50 là chữ bộ trong từ toàn bộ, bộ trưởng. 51 là chữ tất trong từ tất yếu. 52 là chữ yếu, yêu trong từ tất yếu, yêu cầu. 53 là chữ hà, có nghĩa là hành lý. 54 là chữ do trong từ tự do, lý do. 55 là chữ giới, có nghĩa là gửi đến. 56 là chữ lợi trong từ tiện lợi. 57 là chữ phất, có nghĩa là trả tiền. 58 là chữ rượu, là chữ trạc, có nghĩa là giặt rũ. 59 là chữ tẩm, có nghĩa là ngủ. 60 là chữ dũng, có nghĩa là nhảy. 61 là chữ hoạt trong từ sinh hoạt, hoạt động. 62 là chữ mạt, có nghĩa là cuối. 63 là chữ trạch, có nghĩa là nhà. 64 là tế, có nghĩa là lễ hội. Bây giờ chúng ta sẽ đi sâu vào chi tiết từng cái chữ này nhé. Đầu tiên là chúng ta có chữ toàn. Chữ toàn các bạn thấy ở trên là bộ gì nhỉ? Cái phần này là bộ nhân đúng không? Giống một hình nhân này. Dưới đây là vương, là vua. Vậy thì chúng ta có thể nhớ đấy là vua ấy. Đây là vua nhá, là người đúng không nhỉ? Có toàn bộ mọi thứ. Vua này, là người này, có toàn bộ mọi thứ. Ở chữ toàn này có âm khương là Mata, trong Mata cự nghĩa là thật là, hoặc là tất cả, hoặc là hoàn toàn. Thì tí chúng ta sẽ xem xét cái cách sử dụng của những cái nghĩa đó nhé. Âm onyomi của chữ toàn là gen, ví dụ trong từ zenbu nghĩa là toàn bộ, anzen là an toàn, zenkoku là toàn quốc, zenin là toàn viên, nghĩa là tất cả mọi người, kanzenna là hoàn toàn, chữ hoàn các với chữ toàn luôn, zendyoku có nghĩa là toàn lực. Và đặc biệt nó đọc là SBT, mà nghĩa là toàn bộ tất cả, giống như là zenbu. Về phần thông tin bổ sung, chúng ta có cách sử dụng của mataku. Đầu tiên nó dùng với nghĩa là hoàn toàn, không. Và khi đấy nó sẽ đi với thể phủ định. Ví dụ kanojo ga kekkon shita koto o mataku shiranakata, có nghĩa là tôi hoàn toàn không biết cái việc mà cô ấy đã kết hôn. Đấy, hoàn toàn không nhá, đi với thể phủ định. Nghĩa số 2 là hoàn toàn, mang nghĩa khẳng định. Ví dụ kono hutatsu wa mataku onaji yo ni mieru, tức là hai cái này ấy, trông giống nhau hoàn toàn nhỉ. Thì trong trường hợp này, hoàn toàn này giống như là cách dùng của gì nhỉ, của kanzen. Đây kanzen đây này, thì là dùng cho khẳng định. Còn phủ định thì giống như là gì nhỉ, giống như là zenzen hoặc là skoshimo nhá. Và nghĩa tiếp theo là thật là, giống gần giống như hon to ni. Ví dụ kare wa mataku komatta yatsu da na, là hắn ta thật là một gã rắc rối nhỉ. Yatsu là một cái gọi người một cách không gọi là xuồng xã đấy, gã đúng không nhỉ, cái thằng đó. Tiếp theo là chữ bộ. Chữ bộ này các bạn thấy ghép bởi phần bên gì đây nhỉ? Bởi phần bên trái là chữ gì? Bởi phần bên trái là lập đúng không nhỉ? Lập này, lập trên khẩu dưới. Và bên phải là gì nhỉ? Bộ ấp đúng không? Đây, cái bộ này này. Cái chữ giống như chữ beta này nhá. Khi nó ở bên trái chữ thì nó mang nghĩa là bộ phụ, có nghĩa là gò. Còn khi nó mang nghĩa ở bên phải thì nó là bộ ấp. Đấy, nó có nghĩa là cái kiểu như là đơn vị hành chính đúng không nhỉ? Làng ấp đấy. Thì chúng ta có thể nhớ được chữ bộ này bằng cách đấy là toàn bộ đúng không nhỉ? Đây, chữ bộ này nghĩa là toàn bộ người đứng cửa đúng không? Ấp đấy, toàn bộ người đứng cửa ấp thì ghép bởi đứng, cửa và ấp nhé. Khẩu là cửa. Đây là cách cấu thành của nó. Chữ này không có âm cương thường dụng. Âm onyomi là bư, ví dụ trong từ zenbu là toàn bộ này. Bư cho là chữ bộ ghép với chữ trưởng nhưng mang nghĩa là trưởng phòng. Ichibu là nhất bộ, có nghĩa là một phần. Ngakubu, gakubu là học bộ, nghĩa là khoa, đúng nhỉ? Ví dụ như là cô gakubu là khoa gì đây nhỉ? Khoa công nghệ đấy. Daibubu là đại bộ phận, có nghĩa là đại bộ phận, phần lớn. Và đặc biệt trong chữ bộ và chữ ốc nó đọc là heya, có nghĩa là căn phòng. Chữ tiếp theo đó là chữ tất. Chữ tất các bạn thấy rằng nó chính là một chữ tâm đúng không nhỉ? Một chữ tâm nhá, xong xuyên qua một cái đấy, có một nét như thế này đúng không nhỉ? Thì chúng ta có thể nhớ đấy là xuyên một nhát, đây là một nhát này vào tim đúng không nhỉ? Tất tử tức là chắc chắn là sẽ chết đúng không? Đấy. Thế nhưng mà trong tiếng Nhật thì cái từ tất tử nó lại khác một chút, nó không phải là mang nghĩa là chắc chắn là sẽ chết như thế. Cái chữ này có âm cương là kanada, ví dụ trong từ kanarazu có nghĩa là nhất định.
Kanarashimo có nghĩa là chưa hẳn, chưa chắc. Thì tùy chúng ta sẽ đi vào cái cách sử dụng của những cái từ này nhé. Âm onyomi đọc là hits hoặc là hi có âm ngắt. Ví dụ hitsuyo, hitsuyo na là tất yếu có nghĩa là cần thiết. Hishi đây chữ tất với chữ tử đây, đúng nhỉ? Mang nghĩa là liều lĩnh hết mình, ví dụ như là hishi ni benkyo suru ấy, học một cách hết mình, đúng nhỉ? Hishu là tất tu, là bắt buộc, ví dụ hishu kamoku là môn học bắt buộc. Hitsuyuhin là tất nhu phẩm, có nghĩa là nhu yếu phẩm bắt buộc phải có nhé. Về phần thông tin bổ sung, chúng ta có cách sử dụng của kanarazu. Đầu tiên nó mang nghĩa là chắc chắn, nhất định, nó giống như là kitto hoặc là dệt tay. Ví dụ reporto wa daishu no getsuyobi made ni kanarazu teishutsu shite kudasai, là báo cáo ấy thì nhất định là phải nộp trước thứ hai tuần sau. Nghĩa số 2 mang nghĩa là luôn luôn, giống itsumo. Ví dụ maiasa kanarazu jogging suru yo ni shite, có nghĩa là tôi luôn luôn cố gắng hàng sáng chạy bộ, đúng nhỉ? Tiếp theo là cách sử dụng của cái từ kanarashimo, thì nó nghĩa là chưa hẳn, chưa chắc. Nó thường đi với lại những cái ngữ pháp thể hiện sự phủ định một phần, một phủ định nhẹ, ví dụ như là to wa kagira nai hay là wake dewa nai hay là no dewa nai đấy. Nó đi hay đi với những cái kiểu đấy nhá. Ví dụ nagai jikan nihon ni sundeita hito wa kanarashimo nihongo ga jozu da to wa kagira nai, có nghĩa là chưa hẳn là những người mà sống ở Nhật lâu năm ấy thì đã gì đấy, đã giỏi tiếng Nhật, đúng nhỉ? Không phải lúc nào cũng là như vậy. Tiếp theo chúng ta có chữ yếu. Chữ yếu hoặc là yêu ghép bởi trên là bộ tây. Đây các bạn thấy tây nó như thế này này, thế nhưng mà nó kéo xuống khi trong bộ ấy, đúng nhỉ? Nó sẽ kéo xuống tận tận hết nhá. Tây này dưới là nữ thì chúng ta có thể chế ra cách nhớ đấy là yêu cầu, đúng không nhỉ? Đây là chữ yếu trong yếu tố hoặc là yêu trong yêu cầu đấy. Yêu cầu phụ nữ không được lấy tây nữa. Đấy, đấy là cái cách nhớ. Âm kunyomi của chữ này là y trong động từ iru, irimasu, nghĩa là cần thiết. Đây là một động từ thể hiện trạng thái, không phải là động từ thể hiện hành động nhá. Âm onyomi là yo, ví dụ trong từ hitsuyo na là tất yếu, juyo na là trọng yếu, huyo na là bất yếu, là không cần thiết. Yoyaku là chữ yếu, chữ ước, có nghĩa là tóm tắt, sơ lược. Yosuru ni là tóm lại, nó giống như cái từ tsumari ấy, nhưng mà nó lịch sự hơn. Shuyo na là chủ yếu. Yokyu là chữ yếu ghép với chữ cầu, nghĩa là yêu cầu. Về kanji tương tự thì nó có cái chữ chữ này là chữ vọng, ghép ở trên là vong và dưới là nữ, đúng nhỉ? Nghĩa là gì đây nhỉ? À, chữ vọng này có nghĩa là ảo tưởng trong cái từ moso. Đây có thể viết ở đây cho các bạn quan sát này. Đây chữ này là ảo tưởng nhá. Đấy, vọng tưởng này. Và đây là chữ gì đây nhỉ? Đây là chữ thiếp trong từ thê thiếp. Ở trên là bộ lập và dưới là bộ nữ. Trông nó cũng na ná như thế. Tiếp theo chúng ta có chữ hà. Chữ hà ghép bởi phần trên là bộ thảo. Đây là bộ thảo đúng không? Là cỏ này. Dưới là chữ hà trong từ nani ấy. Thì chúng ta có thể nhớ đấy là trong hành lý. Toàn bộ cái chữ hà này mang nghĩa là hành lý. À, vậy thì trong hành lý có loại thảo mộc gì thế đúng không? Thì chữ bộ này là thảo trong từ thảo mộc mà. Trong hành lý có loại thảo mộc gì thế? Âm kunyomi của chữ này là ni. Ví dụ trong từ nimotsu hà vật có nghĩa là hành lý này, nizukuri là hà tạo có nghĩa là đóng gói, omoni là chữ trọng và chữ hà nghĩa là gánh nặng. Ghép âm đầu là ka, ví dụ trong từ như ka là nhập hà, ví dụ mang nghĩa là xuất nhập hàng. Shuka là xuất hàng, nghĩa là xuất hàng nhá. Về kanji tương tự chúng ta sẽ có, đây là chữ gì nhỉ? Đây là chữ khả đúng không? Đấy, chữ khả này, chữ khả nó có bộ khẩu với lại bộ đinh ghép vào với nhau. Khả này trong từ khả năng đấy, kano. Đây viết đây cho các bạn. Kano nhá. Là khả năng, tức là có thể. Còn phư cờ là bất khả, là không thể đúng không? Hay là phư kano là không được. Đây là chữ hà, có nghĩa là cái gì? Đúng nhỉ? Ví dụ trong từ gì đấy? Trong từ nani chẳng hạn này. Đọc là nani hoặc là non tùy trường hợp nhá. Hoặc trong từ hà cớ ấy, cái chữ naze ấy. Tại sao ấy đấy, các bạn thấy này, nó ghép bởi chữ hà và chữ cớ, đọc là na dê, thế nhưng mà chả bao giờ người ta viết kanji của chữ đấy đâu, ít lắm. Đây là chữ hà nghĩa là con sông, ghép bởi bộ gì đây nhỉ, bộ bộ thủy với lại chữ khả, đọc là kawa, kawa đấy, kawa, hoặc ghép âm nó đọc là ka, ví dụ trong từ sangka sơn hà, đúng nhỉ? Chúng ta xem có sơn hà ở đây không nhá. À không thấy có đúng không? Có thể nó đọc là
đọc khác đi, ví dụ Sangha chẳng hạn có không? Không có. Vậy có thể là Kasam, Hà Sơn. Thôi. Tiếp theo chúng ta có chữ do đúng nhỉ, không phải là tự nhá, bị nhầm cái cách viết một chút. Chữ đây là chữ do. Chữ do này các bạn thấy ghép bởi phần gì nhỉ? Ghép bởi giống như là chữ gì đấy? Ừ, giống như là chữ điền với lại một cái gạch chéo đúng không? À, một cái nét cột dọc xuống. Thực ra nó là chữ gì nhỉ? Nó là bộ nhật. Đây bộ nhật này. Xong là kéo cái nét này xuống. Đấy. Thì chúng ta có thể nhớ đấy là tự do đúng không? Tự do cắm một cái cọc xuống cánh đồng. Đây chữ này là chữ điền là cánh đồng. Chứ đây là một cái cọc nét cổn đúng không? Thì nhớ là tự do cắm một cái cọc xuống cánh đồng nhá. Âm kun yomi nó là yoshi. Trong từ yoshi có nghĩa là lý do, nguyên do nhưng mà rất ít dùng. Không dùng nhiều. Ghép âm nó đọc là yu đúng nhỉ, yu có trường âm đây, yu không trường âm, yu này và hay là yu tùy trường hợp, các bạn thấy linh tinh chưa, nhảy mấy cách đọc. Ví dụ yu có trường âm đúng không, là tự do này, diu là lý do, fujiyu là gì nhỉ, không tự do hoặc là tàn tật nhé. Ví dụ karada ga fujiyu nahito ấy, là người không tàn tật, à xin lỗi, là người tàn tật. Người ta lại không dùng cái từ tàn tật trực tiếp mà người ta ghi là người mà có cái sự không tự do về thân thể. Yurai là do lai, là nói giống nguồn. Yuishoaru là có bề dày lịch sử. Parikeyu là quá cảnh ở Paris đúng nhỉ? Các bạn cứ có cái chữ đằng trước là địa điểm, đằng sau là cái chữ keyu thì có nghĩa là quá cảnh tại đó nhá. Một số kanji tương tự, ví dụ đây là chữ điền đúng nhỉ? Rất là đơn giản rồi. Đây là chữ giáp. Giáp này trong từ áo giáp thì các bạn thấy cái nó giống như cái chữ này lộn xuống đúng nhỉ, kéo dài lên nữa thì nó là chữ thân, có nghĩa là xin nói. Đây chính là cái từ moshimasu đúng nhỉ, nghĩa là watashi wa Tanaka to moshimasu đấy. Đấy chính là cái chữ thân này nhá, đọc là mo trường âm. Đây là chữ khúc đúng nhỉ, trong từ ca khúc, gấp khúc đúng không, ví dụ gấp khúc nó sẽ là magaru này đấy, hay là ca khúc là ca kiêu cự chẳng hạn. Tiếp theo chúng ta có chữ giới. Chữ giới ghép bởi phần trên là bộ thi, có nghĩa là thây người đúng nhỉ, thi trong cương thi, thi thể. Giới là chữ do thì chúng ta có thể nhớ chữ giới này bằng cách đấy là cương thi đúng không, tự do đến nơi rồi đúng nhỉ, một con cương thi tự do nó đã đến nơi rồi đấy, phải cẩn thận. Âm cương của chữ này là thodo, ví dụ trong từ thodo keru có nghĩa là gửi đến, thodo nghĩa là đạt đến hoặc là đến nơi, thodo kederu nghĩa là báo cáo, dự trình báo. Hôn in todoke là chữ hôn, chữ nhân và chữ giới có nghĩa là giấy đăng ký kết hôn. Keseki todoke nghĩa là chữ khuyết, chữ tịch và chữ giới là giấy xin phép vắng mặt. Chữ này không có âm ôn nhá. Đấy. Chúng ta lưu ý này, ngoài cái nghĩa đến nơi ấy, thì todoku còn dùng trong trường hợp là với tới cái gì đó. Ví dụ như là Tana no ichiban ue no hō ni te ga todokanai, có nghĩa là tay không với được lên cái chỗ cao nhất của cái giá, của cái kệ. Hoặc là cái chữ todokeru ngoài nghĩa là gửi đến thì nó còn có nghĩa là trình báo. Ví dụ Jiusho ga kawatta bae wa gakko ni todokete kudasai, có nghĩa là trường hợp mà địa chỉ thay đổi ấy thì gì đấy nhỉ, thì hãy báo cho trường. Tiếp theo chúng ta có chữ lợi. Chữ lợi ghép bởi phần bên trái là bộ hòa là cây lúa, đây đây là bộ hòa là cây lúa này, phần bên phải là gì đấy, phần bên phải là chữ đao là con dao. Vậy thì chúng ta có thể nhớ đấy là lúa ấy, mà dùng dao cắt thì thật là tiện lợi đúng không nhỉ. Đây là lúa nhá, đấy lúa này mà mình dùng dao mình cắt ấy thì thật là tiện lợi. Chữ lợi này có âm cư là ki, ví dụ trong từ ki cự nghĩa là thấu, thính, nhạy bén, thì tí ở những cái phần từ tham khảo này chúng ta sẽ xét sau. Hidari kiki là tả lợi, là sự thuận tay trái. Âm onyomi đọc là đi, trong từ benrina là tiện lợi. Diyosuru là chữ lợi và chữ dụng, mang nghĩa là sử dụng, áp dụng đúng nhỉ, cũng có trường hợp nó mang nghĩa là lợi dụng với nghĩa xấu nhưng mà không phải là hoàn toàn theo nghĩa tiếng Việt. Nghĩa tiếng Việt mình hoàn toàn cứ lợi dụng nó mang nghĩa là xấu, nhưng mà trong tiếng Nhật thì nó dùng với nghĩa là sử dụng, tận dụng, còn cái nghĩa xấu thì một phần thôi. Dieki là lợi ích. Kendi là quyền lợi. Dikona là lợi khẩu, nghĩa là thông minh, lanh lợi. Rishi là lợi tử, nghĩa là lời lãi. Một số cách dùng cố định của cái từ ki cự, ví dụ trong từ bureki nga, ki cự là phanh ăn, phanh nhạy này. Hana nga, ki cự là mũi thính. Me nga, ki cự là mắt tinh tường, có thể phân biệt được thật giả đúng sai. Mimi ngắc ký cự là tai thính này, ki ngắc ký cự là chu đáo. Đấy là một số cái các bạn lưu ý nhá. Tiếp theo chúng ta có chữ phất. Chữ phất này, chữ phất ghép bởi gì đây? À chữ phất ghép bởi phần bên trái là bộ gì nhỉ? Bộ thủ là cái tay,
phần bên phải là chữ bộ khư, bộ tư, đúng nhỉ, giống chữ mư ấy, thì chúng ta có thể nhớ theo kiểu là tay, đúng không? Đây là tay nhá, đây là chữ mư, viết là mù, tay mù này cứ thích trả tiền, đúng nhỉ, tay này mù này, đây là mư đúng không, tay mù này thích trả tiền, vậy thì chữ phất này nghĩa là trả tiền. Âm khư nó là hara, ví dụ trong từ hara nghĩa là trả tiền, shihara là chi phất, là chi trả, động từ shiharai là sự chi trả, harai modos là trả lại, hoàn trả tiền, harai komu là giao nộp tiền. Âm ghép đọc là chữ hư hoặc là bị biến âm đúng không, ví dụ như là fushoku suru ấy, nghĩa là phất thức, có nghĩa là lau chùi. Hai động từ harau và shiharau ấy, thực ra đều mang nét nghĩa giống nhau, đều là trả tiền, thế nhưng mà shiharau thì thường mang sắc thái trang trọng hơn, thường dùng trong các hoạt động trao đổi giao dịch với khách hàng hoặc là những hoàn cảnh gì nhờ, những hoàn cảnh công cộng nhá. Còn cái từ harau ấy thì thường là trả tiền khi mua đồ bình thường hoặc là đi ăn đi chơi đấy. Đấy là cái sự khác nhau giữa hai cái từ này. Tiếp theo chúng ta có chữ rượu, xin lỗi, chữ chạc, chứ chữ chạc này ghép bởi phần bên trái là bộ gì, bộ thủy đúng không nhỉ, là nước. Phần bên phải là giống cái phần của chữ rượu trong từ ngày tháng đúng không, vậy thì để nhớ được cách này thì chúng ta có thể nhá, giặt này, giặt đồ cho rượu này, đây toàn bộ chữ này nghĩa là giặt, rượu là mặt trời đúng không nhỉ, thì thủy, thủy sẽ thay cho nhật đấy, chữ rượu ban đầu là nhật nhưng mà thủy tràn vào thì là thủy thay cho nhật, giặt đồ cho rượu đúng không. Chữ này không có âm cương thường dụng, âm ôn là tha cự, ví dụ động từ sen ta cự sự là tẩy trạc, nghĩa là giặt rũ. Sen ta cự mono là tẩy trạc vật, là đồ đem giặt rũ đúng nhỉ, đồ giặt này. Sen ta cự ki là tẩy trạc cơ, là máy giặt. Đây là một số kanji tương tự nó, ví dụ đây là chữ dược, nghĩa là hoạt động, ví dụ trong từ katsuya cự, katsuya cự có nghĩa là hoạt động đấy. Đây là chữ rượu đúng nhỉ, trong từ yobi là các thứ trong tuần đấy, từ thứ hai đến thứ bảy đấy, từ thứ hai đến chủ nhật. Tiếp theo chúng ta có, đây là chữ tẩm, chữ tẩm ghép bởi phần trên là gì nhỉ, phần trên đây là bộ miên, là mái nhà, phần dưới đây là bộ tường, rồi chữ yô này, rồi thì linh tinh. Cái chữ này rất là phức tạp, những cái chữ này mà mình chế ra câu chuyện thì nó gồm có 5-6 thành phần, tốt nhất là các bạn tập viết nhiều nhá, các bạn không nên chế những cái chữ khó quá như này, còn có khi khó nhớ hơn đấy. Chữ này có âm khư là ne, ví dụ trong từ neru nghĩa là ngủ này, hirune là trú tẩm, là ngủ trưa, nebo là tẩm phòng, là ngủ nướng. Negoto là gì nhỉ, negoto là tẩm ngôn, là nói mê. Shinshitsu là gì nhỉ, chữ tẩm và chữ thất, nghĩa là phòng ngủ đấy. Đấy là một số cái các bạn lưu ý nhé. Về thông tin bổ sung ấy, chúng ta có sự khác nhau giữa neru và nemuru, thì chúng ta có từ neru là ngủ nhưng mà mang sắc thái nghĩa là yoko ni naru, có nghĩa là nằm xuống đúng nhỉ, tức là ngủ ở trên giường, nhấn mạnh cái điều đấy, và thông thường thì dùng cho giấc ngủ vào buổi tối. Còn nemuru ấy là chữ miên, là ngủ nhưng mang nghĩa là ngủ gật đúng nhỉ, hoặc là tranh thủ nghỉ trong giờ giải lao, và không nhấn mạnh sắc thái nằm xuống nhá. Đấy, bởi vì thông thường là những cái ngủ bất chợt như vậy thì chúng ta sẽ có thể chúng ta ngồi đúng nhỉ, chúng ta ngả, chúng ta nằm ra bàn. Đấy, chúng ta gục người xuống chứ không phải là chúng ta nằm hoàn toàn ra, giống như cái từ nê rự này. Tiếp theo các bạn có chữ dũng. Chữ dũng ghép bởi phần bên trái là bộ túc, là chân. Thì những cái chữ nào mà có cái bộ túc này thường liên quan đến hoạt động đi lại. Đây là chữ ma đúng không? Giống chữ ma cứng này, và dưới là chữ dụng, trong sử dụng thì chúng ta có thể nhớ đấy là ma, đây là chữ ma này, con ma nó dùng chân, nó sử dụng chân khi nhảy đấy. Về cách đọc âm khư là odo, với trong từ odoru có nghĩa là nhảy múa, odori là danh từ là sự nhảy múa, điệu nhảy, bon odori là bồn dũng, là điệu nhảy trong lễ obon, lễ hội khá là lớn của Nhật đúng nhỉ, mà có cái dịp nghỉ dài liên tục vậy. Âm onyomi của chữ này đọc là yo, trong từ nihon buyo là Nhật Bản vũ dũng, nghĩa là điệu múa Nhật Bản. Kanji tương tự nhá, thì chúng ta có đây là chữ dược, có nghĩa là hoạt động, thì chúng ta vừa xét ở phần trên rồi. Đây là chữ lộ đúng nhỉ, lộ này trong từ gì nhỉ, trong từ ví dụ trong từ doro là con đường, đạo lộ đấy. Tiếp theo các bạn có chữ hoạt, chữ hoạt này ghép bởi phần bên trái là bộ thủy, là nước, phần bên phải là bộ thiệt, là cái lưỡi, thì chúng ta có thể nhớ chữ này đó là lưỡi bắn nhiều nước bọt, là người hoạt ngôn đúng không? Đấy, người nào mà nói bắn rất nhiều nước bọt ra ấy, thì là người rất là hoạt ngôn đúng nhỉ? Thì hoạt này trong hoạt ngôn nhá, hoạt động, hoạt bát. Chữ hoạt này có âm cương là ikasu, có nghĩa là phát huy, vận dụng đúng nhỉ? Ví dụ như là chishikio ikasu ấy, có nghĩa là gì nhỉ? Đây ví dụ,
Chishikyo Ikas có nghĩa là gì nhỉ? Có nghĩa là phát huy kiến thức, vận dụng kiến thức đúng không? Âm onyomi của nó đọc là katsu, ví dụ trong từ sekatsu. Sekatsu là chữ sinh với chữ hoạt, có nghĩa là sinh hoạt. Katsudo là chữ hoạt với chữ động, có nghĩa là hoạt động luôn. Katsuji là chữ hoạt với chữ tự, nghĩa là chữ in. Kaki là hoạt khí, có nghĩa là sự hoạt bát. Katsuyaku suru là gì nhỉ? Hoạt dược, nghĩa là thành công hoặc là hoạt động sôi nổi. Katsuyo là hoạt dụng, có nghĩa là vận dụng, tận dụng. Kapatsuna là hoạt phát, có nghĩa là hoạt bát, khỏe mạnh, dùng cho người. Shokusekatsu là thực sinh hoạt, là thói quen ăn uống. Đấy, các bạn thấy khá là nhiều từ đúng không nhỉ? Và những cái từ này cũng khá là quan trọng nhé. Về kanji tương tự chúng ta có, đây là chữ gì nhỉ? Đây là chữ thoại, ghép bởi bộ ngôn với lại bộ thiệt. Thoại là hanasu đúng không? Hanasu là nói chuyện này. Hay là gì đây? Hay là kaiwa là hội thoại. Đây là chữ gì nhỉ? Đây là chữ từ, ghép bởi bộ thiệt là cái lưỡi với lại chữ tân là cay đắng. Chúng ta có từ này là yameru. Nhưng mà người ta lại ít khi người ta viết dưới dạng là kanji, mà người ta hay viết dưới dạng hiragana. Hoặc là gì nhỉ? Jicho đúng không? Từ thư là từ điển này. Đấy, hay là jishoku là từ chức. Tiếp theo chúng ta có, đây là chữ loạn, ghép bởi bộ gì nhỉ? Ghép bởi bộ thiệt cái lưỡi với lại cái gấu hình cái móc, thì loạn này trong từ midare, nghĩa là rối. Ví dụ như là kamiga midare có nghĩa là tóc rối này. Hay là loạn này trong từ konran, hỗn loạn. Konran này đọc là hỗn loạn, nghĩa là hỗn loạn nhé. Tiếp theo các bạn có chữ mạt. Chữ mạt ghép bởi phần, chữ mạt gì nhỉ? Nó ghép bởi phần gì đấy? Nó ghép bởi bộ nhất đúng không? Và đây là dưới là bộ mộc, là cái cây. Thì chúng ta thấy rằng ấy, đây hình tượng cho một cái cây đúng không nhỉ? Cái cây khi mà phần trên nó đã lớn, nó to hơn phần dưới, tức là nó không thể mọc thêm được nữa. Đây là đến cái thời kỳ cuối rồi. Còn chữ vị đây các bạn thấy này, phần trên nó nhỏ hơn phần dưới, tức là nó vẫn còn to được nữa, thì là nghĩa là nó chưa lớn hết đúng không? Vị trong vị thành niên. Âm kunyomi của chữ mạt đọc là sue, ví dụ sue là cuối. Sau này các bạn được học ngữ pháp N2 nhé. Ví dụ sue ni có nghĩa là cuối của một cái quá trình gì đó, thì sau đó đúng nhỉ? Sue ko là con út, mạt tử này. Còn bình thường còn ghép âm nó có thể đọc là matsu hoặc là batsu, ví dụ trong từ shumatsu là chu mạt là cuối tuần, getsumatsu là nguyệt mạt là cuối tháng, nematsu là cuối năm, kimatsu shiken là kỳ mạt thí nghiệm, là thi cuối kỳ. Các bạn có từ thi giữa kỳ là từ gì nhỉ? Từ chư căng, chữ trung gian đúng không? Chư căng shiken. Đấy. Còn thi cuối kỳ sẽ là kimatsu shiken nhé. Về kanji tương tự nó có khá là nhiều đây, các bạn thấy nó cứ na ná chữ này. Ví dụ đây là chữ vị đúng không nhỉ? Chữ vị này chính là đọc là mada đấy. Đấy, mada, nhưng mà ít khi người ta viết dưới dạng mada lắm, người ta à, ít khi người ta viết kanji lắm, người ta viết dưới dạng ấy thôi. Hoặc là mi gì đây, mirai, vị lai này, tương lai này, hoặc là gì nhỉ, misenen, vị thành niên, có nghĩa là chưa trưởng thành hoàn toàn đúng không nhỉ? Mirai tương lai, vị lai là cái chưa đến. Đây là chữ lai đọc là gì nhỉ? Đọc là kuru, đến này. Đấy, và gì nhỉ, và shorai chẳng hạn, tương lai. Đây là chữ thất đúng không? Nó cũng na ná như vậy nhá. Thì nó nghĩa là mất, đọc là Ushinau. Chúng ta sẽ học sau ở trong những cái bài gần cuối. Ushinau. Hoặc là trong từ thất nghiệp đọc là Shitsugyo. Đấy, thất tình là gì nhỉ? Shitsuren. Đây là chữ phu đúng nhỉ? Chữ phu đây có nghĩa là chồng, đọc là gì nhỉ? Oto. Hoặc là gì đấy? Hoặc là phu trong từ phu nhân, Fujin đây này. Đây là chữ chu là sắc đỏ, thì chữ này thì chúng ta chưa dùng đến nhé. Đấy, của tận N1 mới học đến cơ. Tiếp theo các bạn có chữ trạch. Chữ trạch ghép bởi phần gì nhỉ? Ghép bởi phần bên trên là bộ gì đấy? Phần bên trên là bộ bộ miên, là mái nhà. Phần dưới là một phần đã được giản thể nhé. Đây, thực ra là nó được giản thể rồi đấy, chứ nếu mà nhìn thì nó giống thất số 7 với lại cái phần gạch này đúng không nhỉ? Nhưng mà thôi, nó lược bỏ đi rồi, chúng ta không xét nữa. Thì cái chữ này có âm cun không nhỉ? Không có. Âm onyomi đọc là taku, ví dụ trong từ otaku nghĩa là nhà ông bà đúng không nhỉ? Nhà ngài, nhà quý vị, dùng để nói kính trọng nhá. Kitaku là quy trạch, nghĩa là về nhà. Jitaku là tự trạch, là nhà mình.
Jiu ta cứ là chú trạch là nhà ở nói chung. Ta cứ hai bin là gì nhỉ? Trạch phối tiện có nghĩa là dịch vụ chuyển hàng tận nhà. Xa ta cự xã trạch là nhà ở của công ty. Về phần kanji tương tự chúng ta có đây là chữ vũ. Chữ vũ nhìn nó cũng hơi hơi giống giống một chút đúng không? Đấy. Có điều là cái này nó hất sang đây thì cái vũ nó hất thẳng xuống. Vũ này trong từ vũ trụ nhé, đọc là uchu này. Đấy. Uchu. Đây là chữ gì nhỉ? Đây là chữ mao. Các bạn thấy nó hất giống đúng không? Nhưng mà có điều là trên này nó không có cái phần này. Chữ mao này đọc là mô. Đấy. Ví dụ như là gì nhỉ? Trong từ Akami no ke này. Đọc là ke hoặc là mô nhá. Akami no ke là sợi tóc ấy. Tiếp theo chúng ta có chữ cuối cùng của bài đó là chữ tế. Chữ tế này ghép bởi phần bên trên là bộ nguyệt. Bộ xin lỗi không phải là bộ nguyệt là mà là bộ nhục. Đây cái bộ này này các bạn thấy rất là giống chữ nguyệt đúng không? Nhưng mà cái chữ này này nó có hai phần nhá, nó có hai cách cái viết như này nhưng mà nó có thể dịch là có thể nhìn giống như là bộ nguyệt là trăng nếu mà những chữ liên quan đến thời gian. Ví dụ như các bạn nhìn thấy đây là chữ gì nhỉ? Đây là chữ. Đây các bạn thấy này, cái chữ này. Chữ này là chữ kỳ trong từ kỳ hạn nó liên quan thời gian nên là cái phần này là phần bộ nguyệt. Thế nhưng ví dụ đây chúng ta có chữ gì nhỉ? Chữ 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 hai đi. Một chữ cao cao hơn này. Đây các bạn thấy này. Đây là chữ phế có nghĩa là lá phổi đúng nhỉ? Chúng ta sẽ học ở những trình độ cao hơn N1 ấy thì cùng bộ này thế nhưng mà nó mang tính không phải là thời gian mà là những cái liên quan đến cơ thể người ấy thì nó sẽ là mang là bộ nhục nhá. Thì đây là bộ nhục. Bộ nhục có nghĩa là thịt đúng nhỉ? Không phải là nhục nhã trong tiếng Việt đâu. Đây là bộ hữu. Đây cái phần đây này là hữu có nghĩa là lại một lần nữa thì ở dưới là bộ thị trong từ biểu thị chỉ thị thì toàn bộ cái chữ này nó tạo ra câu chuyện đấy là ở đàn tế đúng nhỉ? Đàn tế tế trong từ tế lễ. Ở đàn tế thì thịt lại được bày lên để biểu thị tấm lòng. Thì thực ra đây là câu chuyện ngày xưa khi mà các dịp lễ hội ấy, thì người ta cứ đặt thịt lên đàn tế để người ta gì đấy, người ta biểu thị cái tấm lòng của họ đúng không? Sau đấy người ta lại đưa xuống thì đấy là câu chuyện của chữ này nhá. Âm kunyomi của nó là matsu trong từ matsuri có nghĩa là lễ hội. Matsuru là động từ nghĩa là thờ cúng này. Natsu matsuri là hạ tế là lễ hội mùa hè. Âm ôn đọc là sai trong từ saijitsu là tế nhật có nghĩa là ngày hội. Gakuensai là học viên tế là ngày hội trường. Về kanji tương tự thì chúng ta có gì đây nhỉ? À, nó có một số kanji tương tự ví dụ đây là thêm bộ phụ vào bên tay chúng ta thêm cái bộ phụ giống cái bộ beta ấy vào bên tay trái của cái chữ tế này thì được tế trong từ quốc tế thực tế đúng không? Ví dụ đây là kokusai. Đấy. Hay là thực tế là gì sai chẳng hạn. Đây là chữ sát. Chữ sát đúng nhỉ? Các bạn thêm bộ miên vào trên thì được sát trong từ kê sát sự cảnh sát đó hay là gì nhỉ hay là kiểm sát vân vân đây là chữ sát trong từ ma sát các bạn thêm bộ gì đấy các bạn thêm bộ thủ vào bên tay trái của chữ sát trong từ cảnh sát đấy đấy đọc là ma sát sự rất là giống tiếng Việt đấy đấy là những cái chúng ta lưu ý nhé với các bạn học bài và làm bài tập thì các bạn sẽ nhớ được bài hơn. Rồi, chào và tạm biệt các bạn. Hẹn gặp lại trong bài học sau.